Một cái dụng cụ này dành cho các bạn chuyên làm thảm, đó là cái dụng cụ dùng để căng thảm đó các bạn. Khi họ dùng cái gai này, họ ép xuống cái thảm và cái vị trí này là họ dùng cái đầu gối là thúc, thúc để căng căng cái mép thảm á. Và trên đây chúng ta có những cái nấc điều chỉnh cái độ cao thấp của cái gai. Khi mình vặn các bạn thấy cái gai nó đưa cao lên. Ok. Khá là đẹp các bạn, của Mỹ nha. Made in USA ha. Thường cái này của hãng Robert rồi. Robert, một cái thương hiệu chuyên để sản xuất những cái dụng cụ dành cho thợ làm thảm, từ dao cắt, mép thảm, dụng cụ qua ra căng thảm. Ok, 300 ngàn cho cái dụng cụ căng căng mép thảm. Thì nếu mà bạn nào không có thảm thì chúng ta có thể dùng cái này để băm thịt ha, xơm thịt, để ướp thịt được cũng được. Xơm 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 lẩu, xơm lạp xưởng. lạp xưởng Tây Bắc. Ok. Cào 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 cào. 300 ngàn. Một cái dụng cụ sửa đá các bạn, sửa đá cho máy mài, những dạng máy mài băng, mài trục rồi ha. Ở đây nó có cái viên kim cương, thì cái viên này nó cũng còn lại tương đối thôi, nó không dài lắm đâu, nhưng mà ở đầu các bạn thấy cái viên kim cương lấp lánh này nè. Một cái khung mài sửa đá đó các bạn, dạng sửa đá nha, sửa đá máy mài của Nhật nha, tem đồng ha, tem đồng còn đầy đủ. Cái khẩu này nó có chiều dài, khung này nó có chiều dài là 29 rưỡi các bạn, phần khẩu này lọt lòng là 21 cm. Cái khung này bằng thép mà, khung thép luôn. 300 ngàn cho cái dụng cụ sửa đá máy mài của Nhật nha, Nhật. Ok, có một cái viên sửa ở giữa đây, nhưng mà nó còn lại một ít thôi, nha. Chứ cái cây này mà nó còn dài thì riêng cái cây này không cũng đã 200 ngàn. Thường thì nó sẽ dài lắm các bạn, nó dài khoảng chừng 10 cm. Thì này nó còn lại một ít thôi. Nó có cái con ốc lục giác ở giữa đang lóc cái thân này nè, khóa thân này, điều chỉnh cái độ cao thấp luôn. 300 ngàn cho cái khung kèm cái cây sửa đá mài.